Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em, chào mừng quý cô chú anh chị đã đến với kênh Mai Vàng miền Nam của em nha. Hôm nay là ngày 11 tháng 4, em tiếp tục một cái đoạn video để gửi đến cho tất cả mọi người. Cái đoạn clip ngày hôm qua em quay thì cũng được cả nhà mình ủng hộ rất là nhiều, em rất là cảm ơn nha. Trong cái phạm vi mà từ 7 giờ lên tới 7 giờ rưỡi là đó là một cái khung giờ mà em hay đăng clip đó cả nhà. Cả nhà mình nhớ đón xem nha. Ngày hôm nay thì em có một cái đoạn clip cũng tương tự như những cái ngày trước đó. Ngày hôm nay thì em sẽ quay cho cả nhà mình hai cây em mới dọn xong. Ngày hôm qua thì đã quay được những cây lớn này kia đó. À, ngày hôm nay thì mang về chỉ được có hai cây thôi. Em dọn xong em quay Zalo với tất cả mọi người và em sẽ có một cái đoạn clip. Ngày hôm nay là ngày bứng 500 cây mai mà hôm bữa em đã đi mua đó. Không biết nữa. Tâm trạng em giờ đang là rất nôn, không biết là đi qua bên đó những cái cây mai đó có được như mình mà suy nghĩ hay là không. Giá thành thì nó không có cao nhưng mà cả nhà mình biết đến nè. Mong muốn là bứng được những cái cây mai á có khéo khéo chút, có cụ đế xíu về giao lưu cả nhà. Cả nhà mình đồng hành cái đoạn clip này cùng với em nha. Cây này là cái cây số 5 không ta? Số 5 của ngày hôm qua. Ngày hôm qua bứng 6 cây, đúng rồi, cây này là cây số 5 ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì có một người ở Bình Định gọi đến cho em á, nó là cái cây mai này tại quảng cáo cụ đế mà tại sao mà anh tại quay mà anh không thấy cụ đế gì chứ? Là tại vì đôi khi mà có những anh em khách mới sẽ nhìn vô sẽ không có thấy được hết. Tại nè, cái cũ nè, cả nhà thấy không? Còn quay luôn ha cả nhà, cái này cái sù ha. Cái dáng bay nè. Còn cái bên bự quá không quay được cả nhà nè. Bự quá. Cây rất khéo ha. Chưa vệ sinh kỹ mà nó đã đẹp gì à. Em đâu hoành lại ha. Vẫn theo giá cũ thôi, cho dù mình làm mình đẹp như thế nào vẫn theo cái giá cũ chứ không bao giờ mình lên giá cả nhà. Bên em hoành eo nhỏ nhất của nó là 36. Ở đây nó có một cái cọng rễ đi lên nè, nè đã dính trong này rồi ha. Em tính luôn cái cũ ha cả nhà. Cũ đây được 65, chiều cao hiện tại là được 60-65 đường kính bầu. Cái này của chúng chị về nhà vô cái chậu qua, ồ qua nó chậu 40 không được cái nào, 40 vịnh nhỏ cây lắm. Vô cái chậu 45 á là nó gần bằng cái bầu này nè. Xong cái cô chú anh chị chồng nó siêu qua bên vậy, nhìn cây nó rất là khéo ha. Cái giá phân khúc ngày hôm qua em đã nói rồi là 16.500 á cả nhà. Sâu ai quay gần chỗ đi điểm sâu ở đâu chưa vệ sinh kỹ nhưng mà nó đã gì rồi nè. Có cần có rồi, hồi đó em có một cái cây na ná như cây này nè. Cây mà mua của anh em nhà nhà anh Ngô Mạnh Tân Chí, mua của em anh Ngô Mạnh Tân Tân Chí, Ngô Mạnh Chí. Cây nó đẹp lắm, đẹp luôn. Y gan cây này na ná. Hồi đó là cái cây thành phẩm, còn cái cây này là cái cây phôi. Nè, sù nè, quá trời nguyên cục sù đây luôn. Chi thì khỏi lo, cả nhà mình ơi, cây này là không có thiếu chi gì hết, dư luôn á. Nè, hiện tại giờ đang dư chi này nè, nhưng mà mình cắt có không được, đôi khi có những cái điểm lỗi á, mà chủ vườn họ biến tấu những cái cốt cành, nhìn nó hay quá, mình để luôn. Ha. Chứ đúng ra chi này đâu xài tới, nằm ngay trong mặt tiền nè. Đó, bắt chi này xuống, bắt gì điểm ra, nó rất khéo cây ha cả nhà. Vô chỗ 45. Rồi cái này thì vẫn theo cái giá cũ nha cả nhà, em sẽ không có lên giá cho dù mình làm trúng đế hay như thế nào. Qua em đã nói rồi là lọc là lọc của cả nhà mình thôi. 16.500 em bao ship thôi cả nhà, rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị ha. Sâu mà giá thân thủ trở về, giá về hợp lệ lắm ha cả nhà. À, rồi quay qua tiếp tục cái cây này. Cây là này là cái cây số 5 của ngày hôm qua. Cây này thì giá thì vẫn theo cái giá cũ nhưng mà cũng có bớt, con cũng có thương lượng ha cả nhà. Tại vì nói chung ra thì em mua bán mà những cái cây vài chục triệu sẽ có cái thương lượng cho tất cả mọi người. Tại vì em làm trong công ty mà mình cũng phải theo quyết định của công ty. Cây này là cốt cành nó rất chuẩn ha cả nhà. Từ đế thân thủ cốt cành này kia là khéo hết. Còn mặt cắt ở trên này ha cả nhà. Không lẽ hồi đó nuôi từ đây chọn? Ha, không lẽ nó nuôi từ đây? Ờ biết rồi mà nhìn không lẽ còn mặt cắt này là mặt cắt gì? Đợi chút xíu nha mấy bạn. Nè, cụ đế rất đẹp ha. Không quay động thể nè cái. Hoành 43. Cụ nè, đứng đây đâu. Cụ 74. Tổng cái nồi đế nè. Nồi đế của nó không mét 3 ha. Chiều cao là được 80. Này cô chú anh chị về nhà vô chậu 6 ha, đúng chậu 6 luôn. Cái này mà nếu mà vô những cái cây mai mà vô chậu cỡ cốt cành như cái này nó khéo quen tổng thể đi chồng. Cái này hàng 40 triệu ha cái nè. Nói chung ra mình bấm giá ra thì cũng có thương lượng cho anh em á. À, em cũng nói anh em nhà mình nhiều khi anh em hôm qua em có giao cây ở trên Đồng Nai đó. Có một cái đoạn clip á,
là cũng có một số anh em nói là trước giờ là tại anh em cứ nghĩ á, là tài bán cây tiền trăm tiền vài trăm không à, nhiều người họ sẽ ngại hỏi mua tài. Bởi vì ngày hôm qua thì đã tiếp xúc đến em rồi thì em cũng nói cả nhà luôn, cây cối mà em là bên em là đa dạng những cái mặt hàng ha, chứ không phải là mình nói ở mình chuyên bán những cây lớn này thì không có. Những cái cây tiền trăm nó rất là hạn chế cả nhà, rất là ít ít để em sưu tầm, em mua cây vài chục và dữ lắm rồi. Giống như cây này nè, em công khai em cả nhà mình luôn là giá 40 em còn thương lượng ha. Ví dụ như anh em mình cũng có mà vấn đề mà muốn gửi lại cây chăm sóc á, thì em cũng nói luôn những cái cây mai hàng vài chục á, thì bây giờ bên công ty hiện tại bây giờ đã là 3 triệu một năm hay cái nè, không chậu ha. Rồi cái này em đã báo giá rồi, kích thước cũng đã báo rồi, và bây giờ em mời cả nhà mình cuộc hành trình cùng em đi bứng cái lô mai mà 500 cây á, lô mai mà hàng quấn quéo mà hôm qua em đã mua đó, để xem không biết ngày hôm nay bứng như thế nào. Mời cả nhà mình đồng hành cái đoạn clip này cùng với em. Dạ rồi, hiện tại bây giờ em đang có mặt ở bên Hòa Thành, Đồng Tháp hay cả nhà. Nói chung ra thì cái công việc ngày hôm nay đi thì nó không có được như mình mong muốn, nhưng mà được cái là mình chạy qua rồi mình thấy anh em bên này sắp xếp cây lên cây cho em rất là vui nha. Và bây giờ em cho cả nhà mình coi cái kết quả, thành quả mà những anh em bên Đồng Tháp đã bứng giùm em cái lô 100 cây, 500 cây mà ngày hôm nay chỉ bứng được 100 cây thôi cả nhà. Đấy, mời cả nhà mình. Đây, hiện tại bây giờ là ở lô Hòa Thành, Đồng Tháp là bao nhiêu năm nay thì cả nhà mình biết rồi nè. Đây. Đó, trời trời, cây này bự dữ trong. Cây này hôm qua mình có quay rồi nè. Cây đẹp ghê. Nè, cây này nè, thấy không? Thấy lợi hại không? Đó. Tổng cộng ngày hôm nay bứng đúng 100 cây không chị Bánh? 101. 101 rồi, được rồi. Quá khéo. Lần sau bao bứng 99 lại nha. Đây, cái lô này rất đẹp phải cả nhà. Sẽ cái lô này chắc có lẽ là em sẽ không đứng ra em quay clip, em chưa có biết được em lên clip hay là không nha, nhưng có cái em sẽ ghép cái số điện thoại lên đây. Cả nhà mình cần những cái phân khúc mà giá tầm nào, cả nhà mình cứ nhắn tin với anh em là đó là Tân Long ha, đó là người em của em đứng ra phụ trách nó bán những cái mặt hàng tầm trung. Tại thì em thì năm nay em sẽ đi theo một hướng mới, nhưng mà cái kênh xây dựng của em là vẫn là bên Mai Vàng miền Nam cả nhà. Số điện thoại là 0876816868 là cu lông ha. Trời ơi, ấy, đây có cây sù nè. Trời không? Cái vàng sù nè. Đó. Thì tổng cộng là ngày hôm nay bứng tới 101 cây mà có một xe về trước rồi. Cũ nè, thân lắc nè, mấy này thì nói chung bán giá tập trung đi cái nào mình á. Không có cao tiền cho lắm đâu. Thì em sẽ không có đánh quay cái clip mẹ này. Để em sẽ coi thử xem sao ha cái nào. Bây giờ là mẹ còn nhiều cây, mẹ gút nhớt này kia nữa. Ngày hôm nay nghe em nó có đi hôm qua đúng ra đi lấy rễ dừa về đưa cho người anh ở chơi dưới miệt thứ này, nhưng có cái ngày hôm nay nó mới lấy được đây. Rồi thì nói chung cái đoạn clip ngày hôm nay thì vẫn còn tiếp tục ha cả nhà. Cả nhà mình biết đến những cái lô mai mà sắp đế mà củ bự hàng mà em bán cũng dưới 10 triệu cây á, thì cũng có một người anh ở trên này họ đầu tư với số lượng là 100 cây. Hôm bữa giờ thì cũng đã chắc em nghĩ cũng đã trồng rồi. Và bây giờ em sẽ vô em quay lại cái mô hình người anh này ảnh chồng như thế nào, em sẽ quay cho cả nhà mình cùng coi luôn. Rồi mời cả nhà mình tiếp tục cái đoạn clip này cùng em nha. Dạ rồi, hiện tại bây giờ em đang có mặt tại Hòa Thành, Đồng Tháp, một khu vườn của một người anh Cường ở Đồng Tháp mà cả nhà. Cả nhà mình nhìn thấy những cái phôi bonsai này, cả nhà mình thấy chắc rất là quen thuộc ha, tại vì cái lô mai này em bán trên thị trường rất là nhiều. Đây cả nhà, cho cả nhà mình coi. Đó, đây cây đổ nè. Với anh Cường làm thì đa số là ảnh đi cái đường dài, bởi vì cả nhà mình thấy cái nét cắt cây của ảnh thì nó lại khác so với những cái lúc mẹ em bán phôi á. Nè cả nhà anh thấy không, cắt là cắt sát phạt hết ha, cây kéo nhựa rồi nè. Này trồng được nhiêu ngày anh Cường? Mới 5 ngày ha, 5 ngày kéo nhựa quá ta, mạnh quá. Đó, hôm bữa giờ thì em bán lô mai này rất là nhiều ha, tổng số lượng trong này là anh trồng 112 cây không ta, 112 cây. Đó, cái này là cái mô hình của anh là đi cái đường dài ha cả nhà. Hôm bữa thì cũng có một cái vấn đề kỹ thuật là chùm lưới lan, nhưng có cái khi vô trong này á, chùm bằng cái lưới cước này em thấy hay quá nè. Đây, cả nhà mình có làm thì theo cái kỹ thuật thì làm nha. Đa số là để em hỏi lại cái chất trồng là gì ta? Có chấu xây dừa không anh? Gãy dừa không phải không? Gãy dừa và đất. Rồi. Ở trong này trồng là đa số là rễ dừa và đất hai cái nha. Ở sử dụng bằng cái bầu ươm V6. Mỗi một cái mô này thì là anh nói là tầm khoảng chừng 5 bao đất ruộng ha.
rồi mua thêm rơm ủ lên trên cho nó mát phần gốc á. Còn ở trên thì đa số là anh sẽ chùm lại là bằng lưới cước hết nè. Em đang coi kéo nhựa hết cả nhà, kéo nhựa trồng mới được 5 ngày à. Ví dụ như cái cây phôi mà tầm cỡ cái này thôi nè, cái đổ này thôi, nếu mà em bán ra thị trường thì nó không dưới hàng 8 nữa cả nhà, hàng 8 triệu cây. Trong này vẫn có những cái cây giá nó tầm trung nó rẻ hơn, nhưng mà có cái ảnh lựa là lựa cái đường dài, anh lấy cái thằng thủ chứ cái. Tổng cộng trong này thì là 112 cây. Nhiều anh em cũng hay lên nói rồi cái gì ngày xưa thì có xanh si giá đồn thổi giá lên, rồi xong cái về sau này có mai vàng. Nó thực sự mai vàng là truyền thống của Việt Nam mình rồi. Đối với bọn bên em thì bên em sẽ không bao giờ mà nghĩ nó gọi là lỗi thời thôi. Quan trọng là cái sản phẩm của anh thôi, như thế nào thôi. Chứ giờ mà sản phẩm của mình làm không đạt thì lúc đó là tất nhiên người ta đâu có thích mua những cái phô mai hàng của mình đâu, đúng không? Cái mẻ này nè, thật sự em nói cả nhà mình luôn á, tại sao anh đầu tư? Tại vì á là cái hướng đi đường dài của anh xác nhận lại lúc mà cái cây phôi thành phẩm á nó sẽ như thế nào ha cả nhà. Giống như cả nhà mình thấy cái lô mai em đang làm không, nó có hai phiên bản đó. Một phiên bản giới hạn là nếu mà cái giá mà hiện tại giờ giá rẻ nhất cũng phải từ 4 mấy triệu, mà thực sự ra là nó từ bắt nguồn từ những cái phôi của em đây, bắt nguồn từ những cái phôi của em nha. Anh trồng từ bên này qua tới bên này luôn. Khu vườn của anh rất đã ha, còn có cây me luôn kìa, dữ dằn quá. Trong này thì anh trồng xen kẽ với tùng kim cương cái nè. Ngày hôm nay là tưới kích rễ phải không anh Cường? Anh tưới kích rễ gì vậy? Anh tưới lúc gì vậy? Rồi anh có thể mang ra giùm em coi được không? Từ từ nha, em sẽ lấy cái thuốc này cho cả nhà mình xem nha, đợi em chút xíu. Cái bộ thuốc này thì em cũng giới thiệu cả nhà mình luôn à, là cái bộ thuốc hôm bữa em đã quay trong vườn của anh Hoàng á. Này thì nó có hai loại. Lò này kích rễ pha chung, hai lò này ha là pha chung nè. Đó, hàng kích rễ, còn này là để thuốc dưỡng lá dàn trên. Nói chung ra thằng Goro này nè, ghi trong này là 500 gram nè. Anh em mình xài được 500 lít nước. Thằng này là 500 ml thì cũng 500 lít nước, hàng này trộn chung vô tưới nha cả nhà. 7 ngày một lần. Đó, khi nào mà nó ra tược thì ngày hôm nay cử đầu tiên không anh Cường? Ngày hôm nay cử đầu tiên cả nhà. Giá thì trên này em thấy ảnh cũng đã ghi nè, 85.000 củ này. Còn cái này là 115.000. Anh có ship online không? Có luôn phải không? Rồi, vậy coi như cả nhà mình cứ liên hệ theo số điện thoại của em nha. Đó, thì em sẽ đưa cho cả nhà mình bộ này. Bộ này thì nó là dàn rễ. Còn chai này, chai thuốc dưỡng lá. Toàn bộ bên này, thì bữa giờ em đi vườn bên này, đa số là thấy anh em mình xài này. 180.000 nè. Này cũng 500ml... Đâu phải không ta? Đây, cũng 500 lít nước luôn. Đó, thằng này bóng lá mập thân này ha cả nhà. Đó, thì trong vườn này là tổng cộng là 112 cây. Ảnh đều xài qua thuốc này hết. Còn anh em mình hay hỏi mà cái thuốc mà thuốc sâu này kia thì đó là thuốc bảo vệ thực vật à. Anh em mình nên tìm kiếm trên mạng này kia rất là nhiều loại thuốc ha. Đó, anh em chụp bộ này lại đi. Nếu mà anh em mình cần cái bộ này cứ gọi cho em nha. Này dạng như mình chia sẻ thôi nha anh em, chứ em không kinh doanh thuốc ha. Rồi tiếp tục, nghề chính của em là nghề quảng cáo phô mai nha anh em. Đây là những cái phô mai vàng mà của bên em đã đưa ra cả nhà. Cho cả nhà mình coi cái cây này nó mới đã nè. Cắt là phải cắt cho nó tới, chấp nhận là cắt cho nó tới. Mẻ này nói chung ra thì em đưa cho ảnh tổng cộng là 112 cây ha cái nè. Em cho lựa mà đây, cút 1, cút 2, cắt thấy nó nhịp nhàng đảo quá cả nhà. Dàn đế thì cả nhà mình biết là lô mai này, lô mai sắp đế ha cái nè. Em cũng có theo cái số lượng ha, giá đi theo số lượng chứ không phải là cây nào nó cũng có một cái giá nhất định ha cái nè. Trời ơi, hôm bữa lựa cho ảnh cây này, cây sùng nè, quá tới công chuyện luôn cả nhà mình ơi. Đa số là trồng đất hay cả nhà, đất trồng chung với sơ dừa, không biết tỷ lệ hay sao ta. Ủa tí tỷ lệ ông trộn rễ dừa với đất là pha nhiêu phần trăm hả? Nhiêu? Ba đất một bao rễ dừa. Ba đất một dừa ha cả nhà. Đó tỷ lệ nè. Còn đây là đa số là đất ruộng hết ha cả nhà. Nói chung trong này thì anh làm cái này, cái mô hình cũng đường dài. Bỏ tiền ra thì hôm bữa em cũng nói cả nhà mình luôn nè. Nguyên cái vàng này em lựa cho ảnh là 5.250.000 một cây. Ảnh lấy 112 cây. Là tại vì đúng ra là số lượng hơn nữa, nhưng có cái với cái mô hình từ bên này qua tới bên đó là cái mô hình ảnh đã vẽ trong cái sơ đồ của nhà ảnh này. Bởi vậy là đã không còn chỗ trồng nữa ha cả nhà. Đó, còn những vấn đề mà
cái phát sinh đó là những cái phát sinh là lý do là mình thêm đất nè, rễ dừa nè, rồi những cái rơm nè, rồi những cái bộ ươm nè, thì cái đó là cái dạng phát sinh thôi hai cái nè. Rồi nói chung cái đoạn clip ngày hôm nay thì nó đã nằm trong vối và em sẽ nằm gọn trong ngày hôm nay, và bây giờ em sẽ tiếp tục vô nhà người bạn em đó, cái bạn áo đỏ đẳng đó, là em sẽ vô trong đó thì em sẽ mua một số phô mai vàng em về em nuôi hai cái nè. Rồi cả nhà mình đồng hành với cái đoạn clip này cùng với em nha. Rồi cây này là cái cây vắng long trung lô mai tạng hai cái nhà, đang nuôi bonsai ngắt phân hết rồi em mới dám bứng cả nhà mình ơi. Cây này chia đuôi chiều này kia mỏ hết. Cây khéo mình đi trên xe cũng phải có cây mang về với cả nhà. Quá trời cây nó bự ra, lên thành bự không đâu? Dừa. Dừa hả? Quá kỳ vậy. Dạng như nó không được đẹp trai cho ăn ảnh mấy. Không ăn ảnh nắng nè ông ơi. Tại nắng đó. Ông cây đẹp lắm nha cả nhà. Hôm qua ông trọng khen cây đẹp không, rút cuộc bán hơi chậm. Tại ông lên trễ giờ ông ơi. Hôm qua lên tới 7 giờ mấy mới lên. Hôm qua có bứng cây đẹp không? Ủa anh Hoàng ngày hôm nay làm cái gì không biết đâu ta? Đang thục. Đang thục pizza quá. Sao vậy? Cây này bạn em đang nuôi dàn cốt, cốt chín. Cây này hồi lên xe nổi nè. Nổi mà. Nổi không? Bốn mình lên nổi không á? Ai bứng mà. Cái này vàng bông nó đâu biết được hả tí? Không, không thấy rồi. Chưa thấy bông phải không? Đây là chưa thấy bông ha cả nhà. Quan trọng cái lá bên này dính vô nó nè, quá trời sát cái mai à. Rồi để đi. Dài. Bứng luôn á. Bứng luôn đó. Kêu không kêu qua. Bứng luôn để lên xe về luôn, hôm nay xe nó trống. Có thành chủ đạo là đẹp quá nè. Thành phóng hồi lại nè. Okay. Làm lại cái quà này lớn chứ bộ chồng. Ừ, cái cục đế nè, em đứng cái bên nè. Cảm ơn cả nhà mình, cây này bự lắm luôn á, tại biết sao không sợ lên hình. Quan trọng nhất là cành áp này nè, chi phong này nè, dính chưa nè. Dính nè. Hả? Hay quá ta. Nè. Nè, dính nè, hay quá ta. Cảm ơn mấy tháng nè. Mấy tháng mà được gì rồi? Tại dính sâu quá. Ừ đúng rồi, phải làm gì đó chứ đôi khi mà có những cái lô mai bên giường mình bển đó đấy. Áp không có sâu. Không sâu mà dính. Quành cái này đó hay anh em đón nhiều vậy? Vô mấy năm rồi. Ừ tầm 50 quành cái này vô tuổi 6 sao vừa tí. Sao vừa nổi. Đôi khi có những cái mai nằm đất vậy là nó thực sự cả nhà nhìn không đã, hồi nó lên bầu rồi cho cả nhà mình coi. Cây cực kỳ đỡ luôn. Dạ rồi, hiện tại bây giờ em đang có mặt tại khu vườn mà hôm bữa em đã quay cho tất cả mọi người xem. Mà cũng có một số cây lớn tiền á. Bữa giờ thì em không có quay, nhưng mà quyết định ngày hôm nay thì bốn anh em nhà em thì quyết định cũng mua lại ha cả nhà. Mình mua, mình để đây. Thì nói chung mua bán mà phải có giao lưu ha cả nhà. Chứ không phải là mình nói mình mua chơi thì cái câu nói đó nó hơi bị vô lý ha cả nhà. Giới thiệu cả nhà mình đây là một cái cây siêu phẩm ha. Cây này cây huyền, cây rất là đẹp luôn. Cây này là cái cây phiên bản giới hạn, nhưng mà lúc đó là cái... đó là lúc mới gọi là mới khu vườn bán ha cả nhà. Đây, cây này quá dữ cái nè mình ơi. Quả neo 60, lùng lực là đây ha cả nhà. Cái cốt cành nè. Rất đã ha cả nhà. Nói chung ra nếu mà giao lưu bây giờ thì thực sự cả nhà mình tin tưởng thì cả nhà mình vẫn gửi ở đây thôi. Nhưng còn nói vấn đề mà bứng lên cây này thì sẽ không bứng ha cả nhà. Tại vì sao? Mới vô được nước dây đầu à. Ê Trọng Trọng, ông ngồi dưới ông ôm lại cái hoành cho tôi coi cái trong. Đó, đây cả nhà. Cả nhà mình đón cái hoành này nhiêu. Lúc đầu tiên mà em vô trong khu vườn của bạn em rồi là em chỉ nói hoành cái này chắc dữ lắm, khoảng chừng bốn mấy. Nhưng thực sự nó tới 60 hoành này cả nhà. 60 hoành chuẩn luôn á. Nãy mình đo ngay đang chuẩn chỗ nào? Ừ, đúng rồi. Chuẩn luôn ha cả nhà. Hiện tại cái này thì đang bẻ vô nước dây 1 thì nó cao tầm 80.
80 quay đầu, tán ngang hiện tại giờ tầm 1m1 ha cả nhà. Cây rất khéo ha. Nè, không có vết thẹo nữa hết. Nè. Trời ơi, chi cành múa, mẹ đã có cốt sẵn ha cả nhà. Nói chung cây này thì chơi được hai mặt tiền luôn ha. Hai mặt tiền luôn á. Trời ơi, mặt nào cũng đẹp cả nhà mình ơi. Mặt bên này thì thấy được hết cái nạc à. Nè. Để đo hoành là hoành eo chuẩn ha cái nè. Nè cái cành nó hiền xuống nè. Cây rất là khéo ha. Nói chung là cây này thì cây hàng đi thi đó cả nhà. Nếu mà cả nhà mình có coi những cái đoạn clip mà mấy năm trước về những cái tác phẩm mà tao đàn này kia đó, em nói thì cả nhà mình có mấy cây đó là mình không có nói được. Nhưng có cái đối với em cây này là cây mà bonsai mà mấy người em sưu tầm là cây dữ nhất ha cái nè. Trời ơi, cha nội nó ăn miếng xương để đạp vô trời ơi trời. Quá trời đã. Em đạp xương chó mày, vậy quá trời đau. Mày đúng rồi, mày dính xương đó. Quá trời khéo cả nhà mình ơi. Rồi, nói chung ra cái cây này á, thì là một cái cây sưu tầm ha cả nhà. Đây, tại em đang quay có những cái cuộc gọi đến, em phải nghe điện thoại cả nhà. Rồi, anh em mình hợp nhãn cây này thì cứ alo lại cho em nè. Giá em công khai luôn, đúng giá cả nhà. Em không có dạng như là mình nói là giá thấp hay như thế nào. Giá em mong muốn bán cây này 165 triệu thôi cả nhà. Đó, hàng sưu tầm hay cái nhà mình ơi. Bao thành phẩm hả bộ? Đúng luôn, cây đẹp luôn. Em bao thành phẩm mà. Tại vì nếu mà cả nhà mình có theo dõi những anh em ở ngoài Bình Định á, họ sẽ biết đến những cái lô mai này. Lô mai này thì lúc mà em đưa cho anh em mang ra tới Bình Định á, giá mà lúc giá phô cao nhất là lúc đó mình bán nhiêu tiền anh Hoàng? Không còn nữa, còn cây mà cuốn tí đợt đó 200 mấy á? 245. 245, 225. 245. 245 hả? Dạ. Đó thì cả nhà mình cũng biết bà bây giờ cây này đã thành phẩm ha. Bao bông cho cả nhà mình ha. Rồi tiếp tục qua bên cái khu vườn này thì ngày hôm nay thì em cũng có nói chung ra đây, nguyên gốc này nè, rất là nhiều cây ha cả nhà. Hôm bữa thì có cái cây này nè. Lấy cọng thước dây vô chồng. Cây này thì ngày hôm nay mua riêng cái nè. Đây. Ngày hôm nay thì giờ này cũng xế chiều, cả nhà quay thì đoạn clip chắc nó cũng không đẹp cho lắm. Tại vì nó bị nắng cả nhà, nắng chiếu ngay trăng mặt trời mới quay. Đây, cốt cành làm cho cả nhà mình coi đây. Đó, cốt cành cực kỳ gọi là đẹp ha cả nhà. Chuẩn bị vô nút dây, chung mẻ nhau đó thì cả nhà mình biết là tại sao mà có cây mà tầm cả gần 200 triệu mà có cây chỉ có vài chục triệu. Thì cả nhà mình đón đi, xem về cái giá trị của cây thì mỗi cây nó đều khác nhau ha cả nhà. Rồi hoành đây đúng chưa? Ừ, hoành chuẩn á, đo ai? 40. 40 đo cũ rồi chồng. Cũ này chào bá luôn á. Ừ, cũ không đo chưa hết á. Đo gì thôi? Ừ. 65. 65, cây này đo ra cũ 70 có, tại ông đo gần trên mà. Cây này cây sù hả cái nè. Cây sù. Quay cái góc độ này. Ông đứng che mặt trời tôi cái này chồng. Không che được rồi chồng ơi. Ừ, đó vậy được rồi. Vậy nè. Cây này chuẩn bị vô nước dây cái nè. Thì hôm bữa em cũng có nói rồi. Em có quay cho cả nhà mình coi. Cái cây này là cái cây chuẩn bị vô nước dây. Hôm bữa cũng có công khai giá 40. Mà ngày hôm nay em cũng mua giá đó lại luôn ha cái nè. Em mua về em sưu tầm ha. Em bữa giờ mình bán cái lô mai này rất là nhiều, nhưng có cái mà chưa được cây nào mà để mình nuôi hết. Em tiếp tục là mua cây này. Cây này nếu mà vô chậu thì vô chậu là nhiêu ta? À tí, cây này nếu vô chậu nhiêu tí? Chậu 7. Chậu 7 ha. Đó, cây vô chậu 7 thì giá này thì không có phải gọi là mắc cái nhà mình đây. Rồi, tiếp tục đoạn clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cả nhà mình một số cây nữa ha. Nói về những cái cây mai lùng lực á, thì cây này rất là có điểm ha cả nhà. Một cây mai sù, hoành eo chuẩn của nó là 60. Cục đế thì em chưa có đo ha, nó rất là lùng ha cả nhà. Đây. Quá trời khéo rồi. Hiện tại giờ em đang đo ở trên ha cả nhà. Trên thì nó là 60. Còn cái cũ mà ngang chỗ này nè, hiện tại nó là 70. Để sù ha cả nhà. Cúc cành này đóng rất đẹp luôn. Ngày hôm nay đa số là em quay những cái cây lớn tiền. Cũng có những cái cây tầm trung ha cả nhà. Cũ, ê em quay gần lại, em xuống ôm tu cục đế vậy chồng. Mấy em quyết định là gì, coi chừng té. Thấy cây đẹp quá. Cục đế quá thồ lên đây. Cục đế nó quá dữ rồi. Cục cành, ông bám được cục cành tôi vậy chồng. Quá khéo rồi. Để quay rồi, tổng thể lại cái này. Nói chung là ngày hôm nay thì cây sưu tầm này nhiều hết cả nha. Quá trời dữ. Có cái cọng đế bên này nè. Lý do gồng ghiêu nó đóng vô á, chứ đế bên này rất đẹp hết cả nha. Để nhóc vô có đầy đủ hết trơn, nó full đó, full đế mặt bên này nè, sù hết cái nè này, mà giờ chỉ cần cạo ra gì thôi nè.
cạo ra gì thôi nè, tại cái cây mình đang nuôi á, bạn em mới cắt giật cái nè. Ngày hôm nay quyết định là bốn anh em làm luôn. Ngày hôm nay thì nói chung qua bên vườn bên này thì mấy anh em mua hơi bị nhiều cái nè, quá trời sát cây mai, sát cây mai đẹp. Dạ rồi, nếu mà anh em mình hợp nhãn cái này thì cứ alo lại cho em ha. Em nói thiệt cả nhà mình luôn á, nếu mà những cái cây mai mà hiện tại bây giờ xù búp măng đi mà nó chỉ là một cái phôi chưa có cốt cành thì anh em mình có thể xuống tiền mua bằng như cái cỡ giá như em 135 hay cái nè. Dạ. Bự hơn chứ dưa luôn ha. Cây rất là đẹp hay cái nè. Trọng ơi, ngó qua bên này cái ai trọng. Đó, để cho anh em thấy hết cái phong cây ha. Rồi, 135 triệu em bao ship hay cái nè. Nói chung ra cây này thì có thể mình nhổ lên được chứ tí. Cái này nhổ lên được nè, bứng lên được ha. Ông nội chưa chi ăn dưa hấu rồi cha. Rồi, giờ đi quay những cái cây tầm trung trọng ơi. Rồi anh em mình bứng lên đi về nha. 8 tấc mấy à. Giữ cây này 8 tấc mấy anh. Rồi tiếp tục cả nhà mình ơi, ngày hôm nay em sưu tầm được một cặp luôn. Một cặp luôn hai cái nè, hoành 45 hai cái nè. Cây này khéo quá, cây đang nuôi nè. Cây này lên chậu trước nách hay tí. Cái lô này giống lô mày của tôi hồi đó tí. Để qua văn đó. Lô này trước hồi đó của ai ta? Có bà văn mà. Lô nó tính sao không? Bên anh tí ha. Cây đang nuôi cốt cành hết rồi nè bạn. Nè anh em. Rồi đang nói bạn em quay qua nói cả nhà mình bạn luôn mới ghê chứ. Nè, xử lý mặt cắt này kia có đầy đủ. Cặp coi tre này lại coi chừng gãy nha tí. Này bị gãy nè tí. Cây khéo quá cả nhà. Ngày hôm nay em nhập đội được cặp ha cả nhà. Cặp luôn. Cây này đế cực kỳ dữ, cây đang nuôi nè. Nếu mà này cái cây này giờ mình để ngang mình vô chậu được không ta? Này mình để ngang cây này vô chậu được chứ? Được, được. Chậu mấy được ta? Chậu 5 mà. Chậu 5 cây thấy cây nó hơi chậu nó hơi bự tí. 45, bự không? 45 được. Cỡ 45 vô cây này ok. Đế rộng lắm à. Đế quá đế mà. Nè, đang nuôi cả nhà bồ tàng nè, rất lớn nè. Đàn xương ok lắm. Cây khéo rồi cả nhà. Nè. Cây nằm bò. Cây này nếu anh em mình có giao lưu, hợp nhãn giao lưu thì em vẫn giao lưu ha. Tại em đi mua rồi em vẫn mang về em giao lưu với anh em thôi. Đó, không bao chậu hay cả nhà, bán cây theo hiện trạng 12.500 ha. Thì ngày hôm nay có một cặp ha cả nhà. Giờ em quay qua cây thứ hai ha. Rồi tiếp tục cây này là cây số 2 ha cả nhà. Ngày hôm nay thì em mua một cặp, một cây dáng bay. Cây thân thủ quá khéo cả nhà mình ơi. Cây này chắc vô từ chậu 45 lên tới 50 quá ta. Cây đẹp dữ vậy. Đúng rồi, 45. Cây phong cách anh. Ừ, đẹp thiệt chứ. Khéo, anh em đang làm đế nè. Đế cho sạch sạch, đo hoành cái hả chồng? Còn sao, quái quá đòi. Không, cũng đo được chứ anh. Thằng này thì đo được rồi đó. Rồi đo để cho người ta biết lớn nhỏ sao thôi. Chứ mình không đo là không được. Mua bán là phải đo kích thước. 45 dít. 45 ha. Cho cái này còn 40. Rồi đó, củ đế em tôi à. Củ đế, đó. Củ này nhiêu chồng? 1 mét ha. Cày quá khéo cái nhà mình ơi. Chiều cao 55. Chiều cao 55. Đã quá ta. Nè, ngày hôm nay nhập đội được cũng khá cây cái nhà. Bắn tim nữa ông nội. Để full 4 dắt luôn. Mặt cắt thì nói chung vẫn còn ha. Mình là phải xử lý mấy mặt cắt này cái nhà. Để dữ lắm mà trời. Cái này vô hàng nói hàng bonsai sưu tầm thì cặp này có điểm hay cái nè. Để dữ lắm. Cây quá khéo. Dạ, cái này đẹp anh Quang. Lô này cũng là lô lúc bên mẹ mình phải không anh Quang? Không tí. Không, lô này có anh bà giờ anh dành anh Quang. Cây đẹp quá. Rồi cây này nếu mà anh em hợp nhãn em giao lưu cả nhà mình luôn nha. 14 cái nhà, em bao ship nha. Hợp nhãn cứ alo cho em. Bây giờ thì chắc em cũng có quay lại một cây lớn cuối cùng của ngày hôm nay. Rồi em sẽ ra cho coi cả nhà mình coi cái cây mà nãy em cắt á. Rồi em sẽ cũng báo giá cho cả nhà mình luôn nha. Nếu mà cách đây mà tầm khoảng chừng 4 tháng về trước ha, lúc đó mà em nghe bạn em lấy cây này thì lúc đó thì em cũng có lợi nhuận chút đỉnh rồi cả nhà. Cây này là cây đang nuôi. Lúc đó bạn em mới bứng về, bạn em sắp đế, bạn em trồng á, là hiện tại cái dàn trà nó nè. Cây này cây cũng dạng như theo cây bonsai, mà bonsai theo cái phong tàn, mình uống theo phong tàn tự nhiên á. Theo em cảm nhận thì theo cái suy nghĩ của em thôi. Ê, làm mấy con cỏ bên này sạch sạch trong tôi anh em. Đó. Đế cây này thì cất giữ cả nhà. Hoành eo chuẩn của nó là 60. Cục đế của nó bự dữ lắm, bự cái nào mình ơi. Tại đang sắp đế, đang nuôi độc chủ. Cái này nuôi nếu mà thành phẩm bèo nhất cũng phải từ 2 năm nữa cái nè, đang nuôi độc chủ nè.
bên này là nuôi nuôi theo từng nhịp từng nhịp. Nè, quan trọng nhất là dàn dưới có hai cái nè, ăn vô dây nè, đang chừa ở cái đỉnh. Có hồi nữa em sẽ cho mọi người xem. Nói chung ra cây này thì thực sự ra thì em không có dạng như là nhúng tiền vô mua, tại giờ nói chung giá là giá bán thành phẩm rồi. Mấy cây kia thì em mua. Sáu mấy hoành à? Sáu ba hoành còn đi 60 thôi. Cốt cành lực quá lực à. Rồi để phun bốn vách luôn, cái này chắc bao bông tí? Không thấy bông mà. Không thấy bông hả? Bên này đa số là nuôi theo cốt trước hả cái nè. Ê bước bước mấy lá dưới này giùm ơi. Ủa chi phong bên này đẹp quá ta. Đó mai không à. Đó mai không à, cây nó mạnh quá, xịt lên à. Bây lên rồi chưa. Ừ. Cây như lực sĩ chứ. Rồi cây này nói chung ra nếu anh em hợp nhãn thì chắc em sẽ đứng làm trung gian cả nhà. Không tiền cò tiền bọng gì đâu. Anh em mình tin tưởng thì cứ chạy xuống, em cho anh em mình coi cây. Cây này giao lưu giá anh em luôn 101 thôi cây nè. Chi phong quá khéo cây nè. Bạn em này chuyên về bonsai. Nè cái phong tàn đó rồi. Phong tàn hiện tại giờ chắc cũng từ gần 2 mét thôi cơ. À, cũng thúc lại mình đang nuôi thả mà. Ừ. Cây này với cây trước cặp á tí. Vô cặp á. Kỳ quá khéo. Như sumo. Rồi bây giờ em sẽ cho cả nhà mình coi hình trước ha cả nhà. Nói chung ở trong này thì cũng còn nhiều cây giao lưu lắm nè. Nhưng có cái là tùy theo cái túi tiền thôi. Ngày hôm nay hết rồi cả nhà mình ơi. Nè có những cây này nè. Sâu nè. Đang nuôi. Rồi quay tổng thể rồi không? Cây này chưa có vệ sinh nè cây nè. Đế cũng dữ lắm á. Nói chung ra cái lô này là lô giáng long của những cây mai tàn mà em hay bứng đây nè. Đó tàn nè. Đó bạn em cắt cút lại nuôi bonsai. Để giữ lắm hai cây nè. Cây này vô cho mấy dừa ta? 8 à. Từ chỗ 8. Hoành eo 45. Đo ngang cái củ đế hiện tại em đo ngang trên này nè. Nè 45 thì em đo ở đây hai cây nè. Đo ngang ở đây là nó 60. Còn cục đế thì trên 1m7 hai cây nè. Cái này chiều cao là đang nuôi cái độc chủ, đang nuôi thả. Bây giờ nếu mà em đo chiều cao thì em sẽ tính tới đây thôi là nó 70 ha. Em thích nhất là cái cành hồi nó đây nè, đã lắm. Cái này anh em mình mua về nhà mà ghép á nó mới đã cây ha cái nè. Rồi anh em mình hợp nhãn cái này thì em giao lưu cả nhà luôn là 37 triệu ha cái nè. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Cái đoạn clip ngày hôm nay trên đoạn clip em có nói gì đó sai mà không làm cho cả nhà mình không có được vui thì mong cả nhà mình thông cảm bỏ qua cho em nha. Kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mai ạ.